Các em học sinh thân mến, ở video bài giảng trước, các em đã được học bài các đồ dùng loại điện nhiệt, bàn là điện, các đồ dùng loại điện cơ, quạt điện. Trước khi vào bài học tiếp theo của ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ kiểm tra các kiến thức đã học của bài học hôm trước. Câu 1. Quạt điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện? Nêu nguyên lý làm việc của quạt điện. Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trên. Quạt điện hoạt động dựa vào tác dụng từ của dòng điện, nguyên lý làm việc. Khi đóng điện vào quạt, động cơ điện quay, kéo cánh quạt quay theo tạo ra gió làm mát. Câu 2. Quan sát hình vẽ giải thích các số liệu kỹ thuật có trên hình. Các em hãy quan sát vào hình vẽ, trên quạt điện có ghi các số liệu kỹ thuật 110V 40W. Vậy, 110V 40W là các số liệu kỹ thuật nào các em đã được học? 110V là điện áp định mức của quạt. 40W là công suất định mức của quạt. Khi quạt hoạt động với điện áp định mức là 110V thì công suất hoạt động của quạt đúng bằng công suất định mức là 40W. Như vậy, các em thấy điện áp định mức của quạt là 110V. Tuy nhiên, nguồn điện trong gia đình chúng ta đang sử dụng điện áp định mức là 220V. Vậy có thể sử dụng quạt điện này với nguồn điện 220V được không? Chắc chắn là không thể sử dụng được. Vậy làm thế nào có thể sử dụng quạt điện 110V với mạng điện gia đình 220V? Để giải quyết vấn đề này, ta cần có máy biến áp để biến đổi điện áp từ 220V xuống 110V. Vậy, máy biến áp có cấu tạo, chức năng như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài 46, máy biến áp một pha. Trong bài máy biến áp một pha, chúng ta sẽ đi tìm hiểu 3 nội dung chính của bài. 1. Nhỏ là cấu tạo. 2. Các số liệu kỹ thuật. Và 3. Sử dụng. Các em lưu ý, trong bài máy biến áp một pha thì nội dung 2 nhỏ, nguyên lý làm việc, được giảm tải nên chúng ta sẽ không phải học trong tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào phần một nhỏ cấu tạo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu chức năng của máy biến áp. Đây là một số loại máy biến áp dùng trong gia đình. Để sử dụng được quạt điện 110V thì máy biến áp này phải biến đổi điện áp 220V của mạng điện gia đình xuống còn 110V để phù hợp với quạt điện. Vậy, chức năng của máy biến áp là gì? Chức năng của máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha. Các em ghi chức năng của máy biến áp vào vở. Máy được cấu tạo bởi những bộ phận nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một nhỏ cấu tạo. Quan sát hình 46.2, cấu tạo của máy biến áp một pha, các em hãy cho cô biết. Máy biến áp một pha được cấu tạo bởi những bộ phận chính nào? Máy biến áp một pha gồm hai bộ phận chính, một là lõi thép, hai là dây quấn. Đây là cấu tạo bên trong của máy biến áp. Bên ngoài của máy biến áp còn có vỏ máy. Trên mặt vỏ có gắn hai ổ lấy điện ra. Các em hãy quan sát trên hình. Một ổ ghi 220V sẽ dùng để nối với mạng điện gia đình. Còn lại một ổ ghi 110V dùng để nối với các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt điện mà ta muốn sử dụng có điện áp là 110V. Hai là vôn kế dùng để đo điện áp.
3 là ampe kế, đo cường độ dòng điện. 4 là núm điều chỉnh, dùng để điều chỉnh điện áp đầu ra. Và 5 là áp tô mát, dùng để đóng ngắt, là chức năng bảo vệ cho máy biến áp. Như vậy, máy biến áp một pha cấu tạo gồm có hai bộ phận chính là lõi thép và dây quấn. Ngoài ra còn có vỏ máy, trên mặt có gắn đồng hồ đo điện, đèn tín hiệu và các núm điều chỉnh. Hiện nay thì đối với các máy biến áp mà chúng ta đang sử dụng đều có gắn đèn tín hiệu. Tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu bộ phận chính thứ nhất của máy biến áp, đó là lõi thép. Các em hãy quan sát hình ảnh của lõi thép. Lõi thép được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện dày từ 0,35mm đến 0,5mm, có lớp cách điện bên ngoài, được ghép lại với nhau thành một khối. Lõi thép có chức năng dẫn từ cho máy biến áp. Lõi thép được chế tạo có nhiều hình dạng khác nhau, được ghép lại với nhau như hình chữ U, I, UU, EI. Bộ phận chính thứ hai của máy biến áp là dây quấn. Chúng ta cùng tìm hiểu sang phần B nhỏ, dây quấn. Đây chính là dây quấn của máy biến áp. Dây quấn được làm bằng dây điện từ, được tráng hoặc bọc lớp cách điện, và các dây quấn này thì quấn quanh lõi thép. Giữa các vòng dây thì có cách điện với nhau và cách điện với lõi thép. Máy biến áp một pha thường có hai dây quấn, dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp. Đối với dây quấn sơ cấp là dây quấn được nối với nguồn điện có điện áp U1. Dây quấn sơ cấp có N1 vòng dây. Còn dây quấn thứ cấp là dây quấn lấy điện ra để sử dụng có điện áp là U2. Dây quấn thứ cấp có N2 vòng dây. Như vậy, các em lưu ý là dây quấn của máy biến áp thì được làm bằng dây điện từ và có hai loại dây quấn là dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp. Khi vẽ sơ đồ mạch điện của máy biến áp thì máy biến áp sẽ được ký hiệu như thế nào? Các em quan sát, đây là ký hiệu của máy biến áp, gồm có ký hiệu của hai cuộn dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp. Và ký hiệu của lõi thép. Chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu máy biến áp này khi chúng ta vẽ sơ đồ mạch điện. Trên các máy biến áp đều có ghi các con số. Vậy các em hãy quan sát máy biến áp trên màn hình. Các con số được ghi trên máy biến áp này có ý nghĩa gì? Quan sát các máy biến áp. Trong gia đình chúng ta thấy 220V còn ghi là input. Đây chính là điện áp định mức đưa vào máy biến áp. 220V gạch ngang 110V còn ghi là output. Đây chính là điện áp định mức lấy ra sử dụng. 3 kV A là công suất định mức và 30 A là dòng điện định mức. Như vậy, các số liệu kỹ thuật của máy biến áp gồm có công suất định mức, đơn vị là vôn ampere, ký hiệu là VA, kilovôn ampere, ký hiệu là kVA như trên màn hình. Điện áp định mức đơn vị là vôn, dòng điện định mức đơn vị là
ampere. Máy biến áp một pha có cấu tạo đơn giản, sử dụng dễ dàng, ít hỏng, dùng để tăng hoặc giảm điện áp, được sử dụng nhiều trong gia đình và trong các đồ dùng điện và điện tử. Để máy biến áp làm việc tốt, bền lâu khi sử dụng, chúng ta cần chú ý. Các em sang phần 3 nhỏ sử dụng. Điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn điện áp định mức. Không để máy làm việc vượt quá công suất định mức. Đặt máy ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió, ít bụi. Và máy mới mua hoặc để lâu ngày không sử dụng cần kiểm tra trước khi sử dụng. Chúng ta có thể kiểm tra máy biến áp này bằng cách là các em sử dụng bút thử điện để kiểm tra xem điện có bị giò ra vỏ hay không. Đây là hình ảnh các máy biến áp được sử dụng trong gia đình và trong công nghiệp. Trong gia đình các em, máy biến áp được ứng dụng ở những đồ dùng thiết bị nào? Các em có thấy một số đồ dùng điện trong nhà có sự biến đổi điện áp hay không? Đây chính là một số đồ dùng điện trong gia đình chúng ta có sự biến đổi điện áp. Như dây nguồn của TV, điện áp đầu ra là 19V, điện áp đầu vào. Các em thấy dây cáp này được cắm vào nguồn điện của mạng điện trong nhà là 220V. Điện áp đầu vào là 220V, điện áp đầu ra là 19V. Như vậy, dây nguồn của TV đã thực hiện chức năng biến đổi điện áp từ 220V xuống 19V. Hay dây sạc của laptop cũng vậy, điện áp đầu vào là 220V, điện áp đầu ra là 19V. Máy biến áp này cũng được ứng dụng trong sạc điện thoại hay trong radio. Đối với bài học ngày hôm nay, kiến thức các em cần nhớ. Thứ nhất là các em cần nắm được chức năng của máy biến áp, dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha. Cấu tạo của máy biến áp gồm hai bộ phận chính là lõi thép và dây quấn. Một số lưu ý khi sử dụng máy biến áp thì các em lưu ý đó là điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn điện áp định mức và không để máy làm việc vượt quá công suất định mức. Và bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức để làm các phần bài tập sau. Câu 1. Hãy nối cột A với cột B để được câu đúng. Các em hãy suy nghĩ để làm bài tập này. Các em đã làm xong bài tập này chưa? Chúng ta cùng nhau giải đáp phần bài tập này. Lõi thép có tác dụng dẫn từ cho máy biến áp, vậy ghép 1 với B. Dây quấn nối với nguồn điện gọi là dây quấn sơ cấp, chúng ta nối 2 với C. Dây quấn lấy điện ra gọi là dây quấn thứ cấp, nối 3 với D. Dây quấn sơ cấp có số vòng dây N1, nối 4 với A. Và dây quấn thứ cấp có số vòng dây N2, nối 5 với E. Câu 2. Chức năng của máy biến áp một pha. A. Biến đổi dòng điện. B. Biến đổi điện áp. C. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha. D. Biến đổi điện áp của dòng điện một chiều. Các em vừa được tìm hiểu rồi, chức năng của máy biến áp một pha là biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha. Vậy chúng ta chọn đáp án C. Câu 3. Lưu ý khi sử dụng máy biến áp một pha là A. Điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn điện áp định mức. B. Không để máy biến áp làm việc quá công suất định mức. C. Đặt máy biến áp ở nơi sạch sẽ, khô ráo. D. Cả 3 đáp án trên. Vậy chúng ta sẽ chọn cả 3 đáp án trên.